Theo thông tin từ cảnh sát Na Uy, có khoảng 20 hành khách trên tàu điện vào thời điểm xảy ra va chạm. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy một toa tàu điện màu xanh đã đâm vào một cửa hàng Apple nằm ở tầng trệt của tòa nhà 4 tầng tại trung tâm thủ đô Na Uy. Cửa hàng này là Apple Chuset, đại lý bán lẻ lớn nhất của Na Uy với các sản phẩm của Apple. Hiện khu vực xảy ra va chạm đã bị phong tỏa. Người dân trong tòa nhà đã được sơ tán để các lực lượng chức năng kiểm tra thiệt hại về cấu trúc. Theo điều tra ban đầu, cảnh sát nghi ngờ tài xế tàu điện đã chạy quá tốc độ, dẫn tới vụ tai nạn. Do ảnh hưởng của vụ va chạm, một số tuyến tàu điện khác đã tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.